Kính thưa các khán thính giả của phòng tản màn, trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn đôi lời từ bà Marie Dahmer, Tổng lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Thanh Niên, bà này đã đưa ra một số thông tin hữu ích liên quan tới quan hệ Việt-Mỹ trong giai đoạn hiện tại. Có những tín hiệu vui cho thấy, khác hẳn với lời lẽ thù hằn trên báo chí hải ngoại của một vài cá nhân chính trị gia ở Mỹ. Thực tế, lưỡng đảng Mỹ, bao gồm Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, hai thế lực chính trị chủ chốt ở Mỹ hầu như đều ủng hộ quan hệ Việt-Mỹ hiện tại. Tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Dahmer chia sẻ, bà đã đạt được hầu hết các mục tiêu của mình tại đây, đặc biệt là nhiệm vụ củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam. Mục tiêu chính của tôi luôn là giúp tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam và tôi thực sự cảm thấy rằng trong 3 năm qua, chúng tôi đã hoàn thành điều đó, dù có thể không theo cách mà chúng tôi mong đợi. Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta đoán trước được việc sẽ phải mất đến 2 năm để lo lắng về một đại dịch toàn cầu, nhưng theo một cách nào đó thì đại dịch này thực sự đã giúp củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, bà cho biết. Dù mọi chuyện không như kế hoạch, chẳng hạn phải giảm quy mô tổ chức lễ kỷ niệm vào năm 2020, nhân dịp 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam, bà cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, thể hiện qua cách hai nước giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác góp phần vào nỗ lực ứng phó COVID-19 trên toàn cầu. Bà Tổng lãnh sự Mỹ nhắc lại thời điểm đại dịch vừa bùng phát ở Mỹ, chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí là các cá nhân, đã trao tặng thiết bị bảo hộ y tế để cứu mạng người Mỹ. Và chúng tôi không quên điều đó, sau đó, khi chúng tôi đã có thể ổn định trở lại, các công ty dược phẩm của chúng tôi đã phát triển vaccine một cách nhanh chóng và đó là một phần trong những gì chúng tôi đóng góp ngược lại cho Việt Nam, bà này chia sẻ. Nếu nói mối quan hệ đối tác thực sự tốt là mối quan hệ mà cả hai bên đều có lợi, bà cho rằng đại dịch thực sự nhấn mạnh cách Việt Nam và Mỹ được hưởng lợi từ quan hệ song phương. Bà cũng dành sự tôn trọng sâu sắc đối với các nỗ lực ứng phó đại dịch của chính phủ và người dân Việt Nam. Tôi không nghĩ ai đó có thể nghi ngờ hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng mà Việt Nam đã thực hiện, bà Tổng lãnh sự Mỹ khẳng định. Giờ đây, khi Việt Nam đã mở cửa trở lại và không có yêu cầu nào đối với người nhập cảnh, khách du lịch đang có mặt khắp nơi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng. Theo bà, điều này sẽ không trở thành hiện thực nếu không có kỷ luật và sự quan tâm đến cộng đồng mà người dân Việt Nam đã thể hiện. Trong thời gian bà Dahmer tại nhiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ đã có sự chuyển giao chính quyền từ Tổng thống Donald Trump sang Tổng thống Joe Biden. Về vấn đề Việt Nam được nhìn nhận như thế nào trong chiến lược khu vực của Washington qua hai đời chính phủ Mỹ, bà Tổng lãnh sự khẳng định tầm quan trọng của Việt Nam không hề thay đổi. Quốc hội Mỹ luôn duy trì sự đồng thuận lưỡng đảng về tầm quan trọng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt với tương lai của Mỹ và về vai trò quan trọng của Việt Nam tại khu vực, bà cho biết. Chính quyền Mỹ hiện tại có thể chú trọng hơn một chút vào nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu và giúp Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng rằng cả hai đảng ở Mỹ tuyệt đối ủng hộ mối quan hệ với Việt Nam, bà Tổng lãnh sự Mỹ nhấn mạnh. Bên cạnh đó, trên cương vị nhà ngoại giao, bà Dahmer đánh giá cao về Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò lớn hơn trên thế giới, không dừng lại ở ASEAN hay trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà còn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà nói, sứ mệnh gìn giữ hòa bình mà Việt Nam đang tham gia là điều tôi không nghĩ tới cách đây 20 năm khi tôi đến đây lần đầu tiên. Bà Tổng lãnh sự Mỹ nhắc đến tầm quan trọng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và du học sinh Việt tại Mỹ trong nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Mỹ hiện có hơn 2 triệu người gốc Việt, bao gồm người di cư và người sinh ra trên đất Mỹ, dù ở nơi nào họ đều quan tâm đến quê hương. Đó là tiền đề không thể thay thế trong việc tạo ra mối quan hệ ngoại giao nhân dân, theo Tổng lãnh sự Mỹ. Bên cạnh đó, bà gọi khoảng 30.000 du học sinh đang học tập tại Mỹ là những đại sứ của Việt Nam. Đây là lực lượng góp phần xây dựng cầu nối ngày càng vững mạnh hơn giữa nhân dân hai nước. Cuối cùng, chia sẻ suy nghĩ cá nhân về nhiệm kỳ tại Việt Nam trong những năm qua, bà Dahmer kết luận, đó là thách thức, mở mang và vui vẻ. Theo bà Dahmer, trước tiên, đây là một quãng thời gian đầy thách thức, nhưng theo nghĩa tích cực, nếu muốn phát triển bản thân với tư cách là một nhà ngoại giao. Bên cạnh đó, một trong những điều tuyệt vời nhất về nghề ngoại giao là bà luôn học được điều gì đó mới mỗi ngày, và bà thực sự rất thích tìm hiểu thêm về Việt Nam, từ văn hóa, lịch sử, đến ngôn ngữ và chính sách đối ngoại. Cuối cùng là vui vẻ, tôi rất có tình cảm với đất nước này, bà chia sẻ. Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 2002, bà chưa bao giờ cảm thấy hòa nhập nhanh đến vậy ở một đất nước mà bà gần như một chữ bẻ đôi cũng không biết. Việt Nam là một đất nước vô cùng mến khách và tất cả những người bạn của tôi, những người đã đến Việt Nam từ 20 năm trước hoặc đến vào năm 2019 đều nói tương tự, theo bà Dahmer. Hiện, bà Dahmer được Tổng thống Biden đề cử vào vị trí đại sứ Mỹ tại Fiji, kiêm nhiệm Kiribati, Nauru, Tonga, Tuvalu ở khu vực Thái Bình Dương. Người kế nhiệm bà Dahmer tại Thành phố Hồ Chí Minh là bà Susan Parker Burns,
Giám đốc Đông Nam Á của Cục các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Mặc dù lời nói của bà Tổng lãnh sự Mỹ mang hơi hướng xã giao, nhưng rõ ràng quan hệ hai nước phải rất tốt đẹp thì mới có cơ sở để họ nói như vậy. Điều quan trọng là với việc các thế lực chính trị lớn ở Mỹ đều đồng thuận, ủng hộ mối quan hệ với Việt Nam hiện tại là cơ sở để hai nước tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, đặc biệt là an ninh ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ Mark Knapper cách đây không lâu đã tuyên bố sẽ chuyển giao tàu tuần tra thứ 3 cho cảnh sát biển Việt Nam, cũng như sẽ cung cấp các hệ thống UAV chính xác phục vụ công tác tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự ở Biển Đông. Việc có được sự đồng thuận lớn về mặt chính trị trong lưỡng đảng Mỹ là điều kiện mấu chốt để kế hoạch này thành công. Mong rằng tân đại sứ Mỹ Mark Knapper cũng như tân tổng lãnh sự Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh Susan Buckerburn sẽ tiếp tục vun đắp mạnh mẽ cho quan hệ Việt-Mỹ. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.